Nếu bạn đang có nhu cầu mua nick PUBG Mobile, hãy đừng quên đến với shop tuấnac.vn. Shop mua nick PUBG có nhiều cộng tác viên trẻ đẹp à mà thôi. Rồi cái nhà ai lóc cóc đây? Nó đang chơi con bo. Nhà mày ấy. Chắc đang tắm. Anh biết không mà. Nằm táo nước. Em đang nằm trong một... Cô đơn thấy bao nhiêu. Đang chơi con bo đó mà. Trời, bóng này chạy lên khu nhà. Đang nghe thấy. Lộc. Lưu cát này.
Người Google quần của anh thấy nó đeo cái tai kiến này. Có tiếng súng, có tiếng súng. Có tiếng súng hướng N. Đang bắn, đang hồi gây cấn lại cứ ngứa này hỏng rồi. Ôi trên, trên nha. Ok. Ui dồi ôi, đừng để nó gạt. Để chỗ không gạt được, không bao giờ gạt. Ngồi bên kia. Đây đi. Ui, quỳnh. Ác ghê đấy. Sai lầm rồi bạn. Một. Hai. Clear. Thế nhờ. À không phải tính khác. Bá thăng. Bên này Lia. Ui kia kia có nhà rồi. Đây. Được rồi. Mọi người cứ giữ ở đấy đi, anh giữ được bọn này. Ô, bắn em. Lên đi nào, qua đây nào. Cái khe đi nào. Cái khe nó có một thằng. Hai thằng. Anh cấm em để lên không? Em ở dưới này này. Nó đang ke anh chắc rồi, anh có di chuyển ra. Có chỗ còn có cục đàn, nó có thằng. Ờ, chạy dưới kia. Khó lắm, anh chạy cái là nó bắn. Ok, em móc một thằng thôi, em lên này. Nó ở sau hòn đá chống mái em ơi. Đây đi, hòn đá. Lên đi, em ăn một con, Nấp thằng ở hòn đá chống mái này. Ôi, đâu? Đệt. Ôi, kia, nó đang lên kìa. Chưa sao. Ôi sao? Một người cầu đi á. Ơ, what the fuck. Ui. Phát gì kinh vậy? Không phải do chị không quen. Ui. Mày quá. Ui, mày. Sao chị không quen được cái đôi này. Trời ơi, để một thằng nó nốc hết tất cả. Kinh quá. Nó đứng chỗ đấy em bắn mẹ mày toàn vào xe. Không bắn spam cho thằng cái thoại này có ba thằng này, cái thoại linh luôn. Không gạt, không bắn gạt được, dọa được. Nó chạy khuất cho anh chỉ có chỗ đấy, chỗ nam thôi. Ý là em nói em không bắn spam cho họ, em có gạt thằng linh luôn được luôn. Đen thôi. Bạn em tưởng clear rồi nên là em chạy. Chưa, anh hô sửa lại anh ấy. Anh hô sửa lại luôn ấy. Mà cái lúc đấy anh hô sửa lại là lâu lắm rồi. Xong rồi. Đâu, xong. What the fuck? Anh hô cách đấy bao lâu mà. Bật lại livestream mà xem em. Anh nốc thằng ở trên đầu anh cái là anh hô không phải nhé luôn. Xong anh nốc thêm hai thằng nữa. Em nghỉ trước nha mọi người. Ok. Ok, bye em. Ok. Vẫn còn bye nữa. Bảy kill rồi này. Ui, bộ trận này đúng là linh đen thật. Được trận gắt thì linh chết sớm. Bo này còn 29 người này. À, đi cầu Hà Tĩnh nhá. Có tiếng xe. Em. Anh nghe rồi. Thôi đi bộ đi em, ba người đi bộ càn quét đi. Ui, Mick ơi, à Sick ơi, lỡn ơi. Mick hả? Ừ. Kinh đẹp. Hết chưa? Hết đó. Hơi, giờ hơi rồi. Do em chơi nơi dây quay cái quạt đó. Thôi rồi, nó cũng bé. Đi qua cầu Hà Tĩnh nào. Nắng bơi anh đi có câu cá. Bơi á? Bơi sợ bị câu cá đó. Thôi đi qua cầu cho nó an toàn. Có em có cái thuyền ở đây. Nó nổi cái thuyền luôn. Đi bơi đi. Để thuyền em đâu? Đấy nó trượt mắt em. À rồi, nhìn nào. Cái thuyền đấy chỉ đi được hai người thôi. Anh mới ở đây thuyền vừa được ba người. Lên này. Sao thuyền em cùi vậy? Giờ đây anh ấy thuyền cune ra này. Ơi, cẩn thận. Cái thuyền này không lật được. Đưa đây. Ai bảo em không lật được? Thì không. Nó chìm, em đâm nhiều nó bị chìm, nó lật
bật ngược cái xuồng ra nó chìm. Ồ, flare hướng 195 kìa. Trời, con thuyền xanh xanh đẹp không? Con sông xanh xanh. Nam ơi, nhìn xuồng anh đéo không? Tôi cũng đấy. Đấy, chuẩn bị chìm này. Thích nhảy đi. Nên Nam ơi. Lành nay mà chị quét qua đó, mình nóng muốn. Miền Nam muốn. Làm gì có ngày lạnh. Chết luôn đấy, lạnh đâu bà. Chỉ miền Bắc đang lạnh thôi. Đâu, có lẽ nào. Ôi ôi. Nó bắn. Rồi, em thấy. Lợn này. Tàn đá. Cẩn thận, nó có đồng đội em ơi. Có đồng đội. Đồng đội nó ở đâu ấy? Tàn đá dưới này. Cái đó. Enemies ahead. Nốc đồng đội nó rồi. Con tàng đá đúng không? Con nữa. Ui, nó mất chạy cho em. Đừng để gạt. Cứu đi không? Chạm luôn không gạt. Chạm. Ông Tuấn ở gần đây. What the fuck? Anh mất máu à? Tuấn ở máy đây mà. Anh à thế? Mày gạt bạn tao này. Vẫn còn một thằng. Nhìn đi anh, đánh dọa nó. Thằng nắm. Thằng miến. Thằng này có ốp này. Trưng dụng luôn. Nó nhiều. Đi ơi Nam. Bò đến. Phải nghe anh Tuấn Dung là hiểu gì hả? Hyper có lao earbud bạn ạ. Xà đấy em ơi, có xe không? Không. Ra ngoài này em có. Bò này chưa đâu, thoải mái đi. Nút nhiều máu lên tí là được. Đi rồi còn nút đầu. Không có xe nhá. Trong dưới khu nhà có ô tô đây. Ok, lấy. Ui, cái bo nhìn trông khắm nhỉ. Nè. Hà Nội tim khỉnh kìa. Nghe tên quen ta. Uống nước đi. Tranh thủ ngồi uống nước đi. Đèn thế. Ủa thế tên đấy là anh gần hơn Nam á hả? Dạ. Anh thì anh không di chuyển luôn. Chắc là anh nằm bơm máu. Không, anh đang ngồi ke nó. Đẹp. Anh nhìn tên Nam cạnh em, anh tưởng là Nam đâu cạnh em rồi. Anh gần đấy. À. Sao lại rút máu nhanh thế nhỉ? Nó dí thêm à? Nó dí. Cái thính giữa biển kìa. Thế đẹp. Đấy, xe cứ đâm vào cây cái là y rằng nó cứ kiểu chạy choạng đi ấy. Khu này có người không? Đứng đồi này luôn em ơi. Đủ. Đó, dưới kìa. Chỗ đá em ơi, đừng bắn nhá. Hay là bắn luôn. Ôi, có thằng bắn em ơi, có thằng bắn ca. Lý đằng sau em. Chịu thôi, nó có KS thì anh cũng chịu. Mình nhoi lên là mình bị thằng K nó bắn đấy. What the fuck, thằng nào bắn ghê vậy?
lại nhầm mình rồi. Giờ mình phải cạn... Vậy ốp kinh lắm bạn. Hòn đá em clear hết chưa? Enemies ahead. Khả năng biết. Anh vừa nốc được một thằng ở đây này, Nam ơi. Enemies ahead. Đông nè, bó con đông lắm ấy. Nam ơi. Chảy ra cầu canh đã em. Nhả nhả bọn đấy đi này. Đằng nào mình cũng không giết được hết đâu. Chảy ra cầu mình canh. Xem có team nào không. Cẩn thận nhá. Canh cầu bờ sông nhá. Canh cầu canh bờ sông. Anh ơi đi kiểu giống như đi cá bó thôi. Anh đi góc xấu cho mình. Bó cân cuối rồi kia. Phải bó to nữa đâu. Ok. Mình lên đồi nó đẹp hơn đúng không? Ừ, lên đồi mày. Mình sợ lên đồi này bị bọn đằng sau lưng nó nhảy. Sợ đéo gì anh? Bởi vì anh thấy nhà cửa vẫn còn đong đóng này sợ lắm. Giá mà nó mở hết ra cơ thì mình còn không sợ. Kiểu có em ơi. Đầu đây này, hướng N. Sau mấy hòn đá. Viên nhà. Chắc chắn luôn, 100% có. Hạ thấp người xuống. Bị bắn rồi. Nốc rồi. Thấy à. Má nộ rồi. Cầu vào. Bắn được rồi. Bắn đi. Em bắn được, em cứ bắn. Hay em ơi, còn một thằng nữa ở đấy. Sao mà đã lốp được nhỉ? Để cầu Nam ơi. Có vào nhà không? Bên này vẫn còn nhỉ? Nghe đắng không? Nam đi vô với ông Tuấn luôn Nam. Tụi đi. Nó chạy ra rồi không ạ? Em biết rồi. Em nghĩ quay lại đằng sau đẹp hơn ông Tuấn á. Đệt. Tảng đá. Nó xa mà. Xa còn khỏe ấy. Tảng đá hướng NW à. Ngô. Đấy. Rồi, nhìn những tâm. Người đó. NW á. Không. Ờ. Tảng đá nhỏ ở chỗ cây dừa kìa. Nó không cứu bạn đâu à. Kìa. Nó chạy xuống kìa. Chạy cây dừa. Không thấy. 320 mà. 320. Không thấy. À rồi. Chết cha con. Chạy trước đi. Bọn nó mắc cái xây cổ đi. Không, lúc đấy anh rụt lại rồi. Ý ra luôn. Đừng xây nữa trên nào. Trên đồi kia. Không tải nữa. Quát đồi đi em. Bỏ bọn đấy đi em, quát đồi đã. Đừng tham. Đây tảng đá, bờ biển. Enemies ahead. Rồi anh nhìn rồi. Chết luôn. Đấy bây giờ em quát bọn kia đi, anh quát hết cái đồi đằng sau này. Anh khỏi anh đấy. Khói là của nó. Bó mình quá đẹp luôn ấy. Nam bắt đầu lấy góc đi Nam. Một thứ yeah. Nó chạy vào nhà rồi. Chạy hả? Hết à? Tất cả. Nó chỉ có một cái nhà là trong bó thôi. Bó mình là bó đẹp lắm luôn. Đừng có để ai đẩy nó đi. Còn có 5 thằng. Trên bên núi kìa. Hay. Thôi không cần phải kêu đâu. Thế được không? Là trong nhà này còn một team rồi, bọn dưới nhà trước mặt cũng có một team nữa. Trên núi cũng có một team nữa, mới nốc xuống rồi. Nó xuống rồi, em thấy một thằng xuống rồi. Thế nó bỏ bạn á? Ừ. Bỏ cuối chắc. Nani? Ừ. Bỏ cái anh kia, bỏ đến đá kia. Chủ anh lốc hồi nãy, thấy không? Con lốc đấy. Để rồi, thì ý là gạt luôn. Nó không cứu rồi.
đó, phải em gặp thằng gặp mà anh. Kìa kìa nó bắn đâu tôi đó. Em ấy đi anh canh khu nhà bên này. Em cứ ấy đi. Nắm đứng để nọc là được nắm nữa. Phải trong khu nhà cái đâu đó ấy. Đó đúng không? Không phải. đúng luôn rồi. Nó ở bàn trong nó cục đó. Đó, đó kia. Anh thấy không? Đây á? Ờ không phải. Hai. Nam bắn hay vậy. Sờ mốc kìa. Ôi nó cay hết rồi, HNT kêu em kìa. Thằng đá kìa. Hai. Anh cái thằng đó ngoài bó kia. Thế gì có thằng trong nhà. Có con thằng đó thôi. Hình như nó ở trong cái nhà nhỏ hay sao ấy. Nó nhà nhỏ này này. Enemy's ahead. Nó kìa. Hay lắm. Nice. Nó trong nhà nhỏ cho nên thành ra mình không nhìn thấy được cái đó. Nó có cái cửa sổ ở ngang ấy. Thế là nó cay hết được mấy mạng của Nam. Ui. Cả kèo idol Nam 5 kill. Ui cảm ơn Pi nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Pi rất nhiều nhá. Thank you em.